Xin chào các bác. Ngay bên cửa hàng nhà em sẽ dựng giới thiệu cho các bác tham khảo một cấu hình loa phun đơn 40. Phun đơn sử dụng bát leo và chép leo các bác nhé. Một cấu hình này bên cửa hàng nhà em dựng lên trong tầm tiền và trong tầm giá cho các bác đầu tư mà nhanh hồi vốn. Ở đây em sử dụng là form thùng phun đơn 715. Cái thùng này của bác nào mà làm âm thanh sự kiện thì không lạ lẫm gì với cái mẫu thùng này nữa rồi các bác nhé. Thùng này thùng của nó là sơn sần, chống nước, ván ép các bác nhé, ván ép chịu nước. Thùng 715 này có tay sách ở hai bên như thế này. Đây. Đằng sau là hậu loa các bác nhé. Ở đây thì sử dụng thùng này bên cửa hàng em làm sử dụng kèn đại các bác nhé. Họng kèn của nó kích thước là 23, cao 23 nhân 35 các bác nhé. Thùng các bác nhìn này, ván ép dày 1/8, những lớp ván ép ép lại với nhau. Thùng này chịu nước rất tốt các bác nhé. Và ưu điểm của thùng ván ép này là khi các bác đi làm show sự kiện bê vác nó nhẹ các bác nhé, nó thuận tiện. Bên trong là lót toàn bộ bông tiêu âm. Bên em có thể lót bông trắng này, có thể là lót bông mút trứng các bác nhé. Có hai loại bông, nhưng mà các bác lựa chọn loại bông nào nó cũng hay cả. Phân tần phun đơn, phun từ leo, sử dụng phân tần F15-18, hai bóng đèn chống cháy chép, chở nhôm và cuộn đồng, hai cuộn đồng, tiết diện dây rất là to, tải tốt các bác nhé. Làm phân tần này tiếng rất tốt này, khi hát thì không bị rú rít các bác. Thông hơi ở phần dưới, hai thông hơi tam giác. Ở đây thì sử dụng chép 750 leo bi. Con này côn 75 các bác nhé, dây dẹt, lõi đồng. Và củ bát đây là sử dụng củ bát 40 leo. Con này là leo khối 2, 4, 6, 8 cái lỗ thông hơi ở mặt bích leo. Đây. Bát 40 leo khối này tiếng siêu hay luôn, lời ca sáng, tiếng tốt. Ở xương của nó xương nhôm quá nhá. Xương nhôm là xương BNC, xương hình con cá này. Và bát 40 leo này của nó gân vải tẩm dầu 2 gân. Màng đen và nó nên, và toàn bộ màng là phủ bóng chống nước các bác nhá, màng chống nước này. Rất xịn sò luôn. Nhện vàng. Đây, soi kỹ cho các bác côn 76 này. Với những cái cấu hình mà phun đơn 40 bên em sử dụng là toàn hàng linh kiện, bát chép phân tần dựng lên là hàng chất lượng hết. Với một cấu hình này em nói thôi các bác ăn đứt nhiều cái loại loa A, B, C, X, Z ở ngoài kia các bác nhá. Lên một cấu hình như này chỉ với 9 triệu rưỡi đầu tư thôi, quá là rẻ cho các bác rồi. 9 triệu rưỡi các bác chơi full 40 từ leo như này có thích không ạ? Đấy, xứng đáng luôn đồng tiền các bác nhé. Thôi em bật to nhạc lên cho các bác nghe nhé. Chín triệu rưỡi một đôi các bác nhá. Mua hàng các bác điện trực tiếp vào về bên cửa hàng nhà em theo số điện thoại 5815 và 712. Đây là số hotline nhà em có dùng Zalo. Mua hàng các bác có thể nhắn tin qua Zalo các bác nhá. Nhà em giao hàng toàn quốc. Cũng như hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video này mà hay các bác nhớ ấn like và chia sẻ và ấn đăng ký kênh để theo dõi nhà em nhé.